Singapore hốt bạc. Những lợi ích kinh tế dự kiến mang lại cho Singapore từ các buổi hòa nhạc của Taylor Swift được đánh giá vượt xa quy mô mà Tổng cục Du lịch Singapore, STB, tài trợ. Ông Edwin Tong, Bộ trưởng Văn hóa Singapore, cho biết đã làm việc trực tiếp với nhà tổ chức AEG Present và cung cấp khoản tài trợ và điều kiện kèm theo không được tiết lộ để đưa độc quyền chuỗi đêm diễn The Iraq Tour của Taylor Swift về Singapore. Trước câu hỏi về lợi nhuận kinh tế ước tính và giá trị của 6 buổi hòa nhạc của siêu sao nhạc pop tại quốc gia này, ông Edwin Tong nói, đã có những suy đoán về quy mô của khoản tài trợ. Tuy nhiên nó không chính xác và không cao như suy đoán, nhưng do bí mật kinh doanh, chúng tôi không thể tiết lộ quy mô và điều kiện cụ thể của khoản tài trợ. Ông nói thêm, tôi có thể đảm bảo lợi ích kinh tế đối với Singapore lớn hơn quy mô từ khoản tài trợ, đồng thời chỉ ra lợi ích kinh tế bao gồm lượng khách du lịch tăng thêm, chi tiêu cho vé, chuyến bay, lưu trú tại khách sạn và các dịch vụ như giải trí, bán lẻ và ăn uống ở đảo quốc sư tử. Tờ Seitan đưa tin các nhà kinh tế ước tính doanh thu du lịch của nền kinh tế Singapore sẽ tăng lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Các khoản tài trợ từ Singapore cho đêm nhạc của Taylor Swift đã gây tranh cãi, khiến một số chính trị gia ở các nước láng giềng như Thái Lan và Philippines phải lên tiếng. Vấn đề được bàn luận khi Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết ông được người tổ chức thông báo rằng chính phủ Singapore đã đề nghị trợ cấp lên tới 3 triệu đô la Mỹ cho mỗi buổi hòa nhạc, đổi lại Swift đồng ý không biểu diễn ở nơi nào khác ở Đông Nam Á, trừ Singapore trong The Iraq Tour. Bộ trưởng Văn hóa Singapore tiết lộ hợp đồng độc quyền có một thỏa thuận bảo mật và đã thực hiện các biện pháp đánh giá. Ông Tong cho biết chính phủ có nhiều cân nhắc khác nhau về việc cấp tài trợ cho những sự kiện, cũng như các điều khoản và cơ cấu của các khoản tài trợ đó, đồng thời có tính đến nhu cầu chung và mục tiêu của Singapore. Hồi tháng 2 năm 2023, đích thân Bộ trưởng Văn hóa Singapore cùng một số quan chức cấp cao bay sang Mỹ mời Taylor Swift diễn độc quyền. Chúng tôi nhìn thấy cơ hội, đàm phán nhanh và hoàn tất thương vụ gọn gàng, ông Edwin Tong nói. Ngoài lợi ích kinh tế và du lịch, ông Tong cho rằng việc có thể đón tiếp các nghệ sĩ hạng A như Taylor Swift sẽ giúp định vị Singapore là trung tâm văn hóa ở Đông Nam Á, nơi có khả năng tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, từ các sự kiện âm nhạc và văn hóa cũng như các sự kiện thể thao. Điều này giúp xây dựng thương hiệu Singapore như điểm đến vui vẻ, sôi động. Singapore phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong khu vực đối với những buổi hòa nhạc này và chúng tôi sẽ cần tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng để tiếp tục thu hút các sự kiện giải trí lớn, ông nói. Trước đó, Tổng cục Du lịch Singapore và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, MCC, cho biết Singapore có nhiều điều thú vị để trở thành điểm đến cho các sự kiện quốc tế quy mô lớn, với vị trí chiến lược, chất lượng từ cơ sở hạ tầng, an toàn, hiệu quả và các dịch vụ văn hóa đa dạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.